xin chào các bạn nha. Thì vẫn là mình đây. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về khẩu trang 3D nha mọi người. Ở đây thì mình bán khẩu trang 3D hiệu Monzi nha mọi người. Một hộp như thế này 50 chiếc thì nó sẽ có hai hình cho chúng ta lựa chọn. Đây cái thùng về cái nguyên một cái thùng 50 hộp thì mình đặt hàng về nó khá là mớp nhiều á các bạn. Tại vì do vận chuyển á. Thì bây giờ cái nó có sẽ có hai cái loại để mình lựa chọn nha các bạn. Một loại là màu trắng và một loại là hình LV. Thì ở đây là hộp màu trắng nha các bạn. Thì có giá là 55.000 một hộp. Bạn nào mua 5 hộp là 275.000 mình sẽ reship ha. Còn bạn nào mua ít hơn thì chịu giúp mình phí ship 25.000 nha. Còn đây là hình LV nè các bạn. Hình LV chúng ta đeo cũng rất là xinh nè. Mình bán thì mình thấy cái hình LV này cũng khá là chạy hàng á các bạn. Đây thì cũng một hộp 50 chiếc như vậy luôn. Thì bây giờ mình thấy nó vào cho chúng ta là hai bao, mỗi một bao thì là 25 cái các bạn. Đây các bạn nhìn ha. Rồi cái phần này á thì là hai bao với bạn ơi, bên đây cũng vậy ha. Thì hai cái này nó cùng chung một hiệu Monzi luôn, 3D Max Monzi. Đây khẩu trang 3D Max Monzi của Trung Hiếu các bạn. Cái phần này á thì nói chung khẩu trang này thì mình chỉ sử dụng một lần thôi các bạn, nói chung một lần thì cũng ok rồi. Giá 55.000 một hộp, 50 cái. Bây giờ mình sẽ đeo thử lên cái form cho mấy bạn xem ha. Mình bữa giờ mình giới thiệu nhưng mà mình chưa có đeo thử cái khẩu trang này cho mấy bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình đeo thử mấy bạn xem như thế nào ha. Cái quai thì nó co giãn các bạn, co giãn nhiều. Cái quai này thì đau, nó không có bị đau tay các bạn. Nó không phải là cái dây chung á, cho nên nó không có bị đau tay ha. Bạn nào có mua hàng hoặc là thắc mắc, hoặc là ngoài khẩu trang 3D ra thì mình bán thêm khẩu trang 4D nè, KF94, 5D, rồi khẩu trang TW95, BTS95 5 lớp, rồi nhiều loại các bạn, nhiều loại của người lớn ha. Các bạn nào cần nhu cầu thì mấy bạn kết bạn Zalo với mình, số điện thoại là 0387728778 ha. Hoặc là có thể gọi Zalo cho mình nha. Mấy bạn đừng gọi video nha, mình xin phép là không trả lời video các bạn ha. Tại mình thấy bất tiện á. Rồi có gì mấy bạn gọi Zalo mình trả lời tút tình tuột cho các bạn luôn. Rồi bây giờ mình xin phép đeo lên cho các bạn xem để mấy bạn hình dung được cái khẩu trang này lên form như thế nào nha các bạn. Ở bên của nó có chữ Monzi nè các bạn. Rồi các bạn đợi mình đeo lên cho các bạn xem nha. Đây chiếc khẩu trang 3D Monzi màu trắng nha các bạn. Mình sẽ đeo thử lên cho các bạn xem nha. Rồi đây. Nói chung khẩu trang này đeo ôm khớp mặt, không bị đau tai, với lại cũng dễ thở các bạn. Ở đây mình là nữ ha, thì mình nghĩ là cái này mấy bạn nữ gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn thì đeo rất là ok rồi. Còn các bạn nam thì đeo cũng vẫn ok nha. Nhưng mà mấy bạn nam mà có gương mặt hơi to thì nên cân nhắc kỹ trước khi mua này nha. Tại cái này nó cũng nhỏ, mấy bạn lên nó không có hợp cho mấy bạn gương mặt to mà mặt nhiều lắm á. Đây em mấy bạn, mình đeo lên nè. Đó màu trắng nha mấy bạn. Rồi nói chuyện rất là ok, các bạn thấy nó ôm khít mặt không? Rồi mình nói chuyện nó cũng không có bị hở hay là bị tuột xuống gì hết đó các bạn. Đây các bạn nhìn mình ha, có chữ Monzi bên đây. Thì mình bán cái hiệu Monzi này cũng lâu rồi, mình thấy là cũng ưa chuộng. Và cái mình luôn lựa chọn cái sản phẩm mà tốt và chất lượng cho các bạn ha. Giá 55.000 một hộp như thế này, 50 cái thì chúng ta sẽ cũng hợp lý. Để cho mua 5 hộp thì 275.000 mấy bạn sẽ được re-ship. Thì phí ship 5 hộp thì khoảng 30.000 các bạn. Còn mấy bạn nào mua ví dụ như một hộp này một hộp kia hai hộp thì vui lòng phụ giúp mình phí ship 25.000 nha. Tại mình không chưa có đủ cái chi phí mà để reship cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đeo thử cái khẩu trang 3D Monzi cho các bạn, LV cho các bạn xem ha. Mình nghĩ là cái mẫu này cũng phổ biến, mấy bạn ở bên ngoài chắc cũng thấy nhiều người dùng rồi. Nhưng mà ví dụ bạn nào mà có muốn lên form chuẩn hay độ quai gì cần cái gì thì cứ comment cho mình ha. Mình trả lời hết à. Chỉ có điều lưu ý là các bạn nam mà gương mặt to thì mình đeo nó không hợp cho lắm. Còn mấy bạn nam mà gương mặt ốm rồi đeo cũng rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ đổi mẫu nha. Bây giờ mình sẽ đeo thử mẫu khẩu trang 3D Monzi hình LV cho mấy bạn xem ha. Thì cái mẫu này mình nghĩ là mấy bạn cũng thích, rất là đẹp.
mình bán rất là chạy hàng ha. Thì cái lượt này mình về hiệu Monly cho các bạn luôn, chứ mấy lần trước mình về mấy cái hiệu khác đó các bạn. Đây nè, đây mình đeo lên cái gương mặt của mình như thế này nha các bạn. Ôm thích đó, quay rồi đó các bạn. Rồi đó, còn phía dưới nữa ôm sát vô đây luôn ha. Còn quay nè, cái giày này nó không bị đau tay nữa các bạn. Rồi có cái này thì nó sẽ có cho chúng ta hai cái quả, một cái trắng và một cái quả tuyết để chúng ta lựa nha. Rồi bạn nào có mua hàng thì các bạn Zalo với mình số điện thoại 0387728778, nhớ là nhắn tin cho mình hoặc gọi video cho gọi bình thường cho mình, cho mình để mình trả lời ha các bạn ha. Đừng kết bạn rồi đợi mình chấp nhận ha, tại vì Zalo của mình bị full đó, mong mấy bạn thông cảm giùm mình ha. Rồi mình xin chào các bạn nha, ủng hộ giúp mình, cảm ơn các bạn nhiều.